Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh đọc sách truyện của mình. Hôm nay chúng ta sẽ nhau đọc tiếp chương 3 của bộ truyện Nhân cách nguy hiểm nha. Khởi chớ rồi. Số người đến tư vấn buổi sáng không nhiều. Sau khi đón khách xong thì tiếp tân bắt đầu tám chuyện với nhau. Lúc nào đến một vị đến tư vấn, ngữ điệu của các cô mới trở nên sinh động. Vừa rồi anh giải khen trang phục hôm nay của tôi đẹp. Khen trang phục mà thôi, lại chẳng khen cô đẹp. Người còn lại nói, anh ấy thấy tôi ho khan và tôi chú ý sức khỏe, anh ấy quan tâm tôi. Người còn lại nói đến đây, hai người đồng loạt thấy tiếc. Người như thế sao lại có vấn đề tâm lý chứ? Tiếp tân thứ ba tuổi tác lớn hơn, cô nhìn hai cô gái kia. Nếu hai cô có hứng thú với anh giải kia, tất nữa người ta bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ Ngô. Tôi thăm dò ý tứ giúp hai cô nhé. Chí Thanh chờ gần 10 phút ở khu tiếp khách. Lúc này mấy cô tiếp tân mới ngừng lại chủ đề liên quan đến anh dại, gọi tên của anh. Anh chỉ, anh có thể vào rồi. Phòng làm việc của bác sĩ Ngô là căn phòng cuối cùng bên trái hành lang. Danh tiếng của bác sĩ Ngô trong giới khá tốt. Tuổi trẻ đã đạt được nhiều thành tích. Nghe nói người này tao nhã lịch sự, khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Cho cái này ví dụ đấy nhá. Nhưng chị Thanh không quan tâm đến việc này. Sở dĩ chọn bác sĩ Ngô hoàn toàn là vì một dòng chữ trong hồ sơ. Bác sĩ có kinh nghiệm chữa trị thành công cho những bệnh nhân bị rối loạn cảm xúc. Chị Thanh đi đến cửa phòng làm việc, cong ngón tay giữ lại, gõ cửa vài tiếng. Cửa không khóa. Khe cửa bị anh đẩy ra một chút. Bên trong truyền đến một giọng nói tùy hứng. Giống như có người mới ngủ dậy. Mắt hơi nheo lại, âm cuối kéo dài. Vào đi. Thế thế không được vào máy tính nhiều Trong phòng tư vấn tổng cộng có hai cái ghế. Một cái ghế thư giãn được đặt trong căn phòng xa hơn. Bên cạnh cái ghế sofa màu vàng nhạt, cái máy đâu. tính dầu. Người vừa nói chuyện ngồi trên ghế làm việc, quả thực đang ngủ. Cả người hắn ngửa ra sau, chân bắt chéo. Vô cùng tùy ý các chân lên trên bàn. Một quyển sách trên lên mặt, bìa sách in 5 chữ lớn: tâm lý học nhân cách. Trong tư thế này, cổ của người đàn ông bị kéo dài. Nếu so sánh thì được cả thứ nhất hơn, thu hút sự chú ý hơn chính là cổ áo sơ mi của hắn. Chẳng được cài đàng hoàng trong lúc hoạt động để lộ vùng xương quai xanh nhấp nhô. Với lại, nhãn hiệu của áo sơ mi này rất thân. Chị nói nghe đó. Nghe thấy có người bước vào, hắn mới hoạt động 5 ngón tay đè lên bìa sách, lấy quyển sách ra khỏi mặt. Người này giống hệt cổ áo chưa cài của hắn, gương mặt có thể nói là phong lưu. Đôi mắt người đàn ông này hơi nhíu lại, lúc liếc xéo qua còn tưởng rằng hắn đang nhìn người yêu nào đó. Tóm lại, cách 4 chữ tao nhã lịch sự một dãnh Mariana. Người kia để chân xuống, cầm ly nước lên, rót cho chị Thanh một ly trà nóng. Lời nói trong miệng cũng giống như đang ôn chuyện cũ với người quen. Có phần thân thiết, không khiến người khác cảm thấy phản cảm như thế. Mưa to 2 ngày, cậu mặc ít như thế, không lạnh sao? Chí Thanh rất muốn nói chuyện này liên quan đến anh sao? Lâu cũng nhẹ quá. Còn cái xoá mọi em mọi người mọi em Nhưng mà anh là người đến tư vấn, nhưng phối hợp với bác sĩ. Dù vị bác sĩ Ngô này dường như trông không giống với giới thiệu cho lắm. Chí Thanh nhẫn nhịn, đẩy ly trà về lại hắn. Tôi không lạnh, cũng không khát, không cần nước nóng. Người đối diện cũng không để ý, lại uể oải dựa về sau. Ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Tay phải hắn đeo một chiếc nhẫn mảnh, nhưng lại không lộ vẻ nữ tính. Chỉ khiến người khác cảm thấy người này hình như là kẻ đa tình. Hắn nói, không lạnh thì được, sợ cậu về lại bị cảm. Đến tư vấn à? Chỉ Thanh nói nhảm. Anh dùng tiếng Anh Hắn cười một tiếng tiếng, Việt tính tình ngỏ tiếng ngay Anh đấy. luôn. Chỉ Thanh cắt đứt cuộc nói chuyện vô dụng này. Có thể bắt đầu chưa? Cứ đi chút chút trái cả chút phải là 2 ngón à? Phải 2 ngón nhỉ? Sao em cứ bổ bổ từ này sao? Vậy là mình đã đọc xong phần truyện này rồi nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye!